thách. Người cuối cùng ngừng ăn bánh kem. Yeah! Ta là các bạn ơi, ở đây thì chúng mình đã chuẩn bị rất là nhiều bánh kem luôn. Đó. Đây. Bánh kem sô cô la này, bánh kem tiền này, bánh kem hình trái tim. Ở đây là một trái tim to luôn. Các bạn nhìn thấy có hấp dẫn không các bạn ơi? Nhìn thế này á, đã muốn ăn luôn rồi, nhưng mà ăn hết được tất cả các số bánh kem này thì cũng là một vấn đề luôn. Đúng lớn rồi ấy. Đó, bình thường là chúng ta chỉ đi sinh nhật mới ăn bánh kem thôi đúng không? Ừ. Mua về ăn nhiều như thế này nó sẽ bị ngán nhanh các bạn ạ. Trời ơi, lại còn á, người cuối cùng ngừng ăn nữa. Tớ biết là ai sẽ ăn được nhiều bánh kem hơn đây. Tớ hy vọng rằng người chiến thắng sẽ là tớ các bạn ơi. Nhớ cầu vui cho tớ nha. Ok, thế bây giờ chúng ta bắt đầu luôn nhá. Ok, bạn chọn bánh đi. Bạn Tuyết muốn ăn cái nào nào? Tớ sẽ ăn cái bánh này. Bánh này hả? Bánh này tớ thấy có rất là nhiều siro thì tớ nghĩ là nó sẽ đỡ ngán hơn các bạn ạ. Ok, thế còn tớ sẽ ăn bánh này đi. Ok. Yeah. Cái bánh này mà các bạn ơi, các bạn có nhận ra nó có điều khác biệt gì không? Đó là tớ thấy có vẻ nó to hơn những cái bánh khác á. À, cái bánh khác là hình tròn, cái bánh này là hình trái tim. Nhưng mà không sao, tớ nghĩ là cái vị này nó cũng sẽ làm cho mình bớt ngán đi một chút. Ok, thôi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thử thách luôn nha. Ok. Mời các bạn ăn bánh kem. Các bạn ơi, các bạn hãy thử bình luận xem là tớ với bạn Tuyết ai sẽ là người cuối cùng ngừng ăn bánh kem nha. Tớ nghĩ rằng chiến thắng sẽ thuộc về tớ rồi các bạn ạ. Và bây giờ tớ sẽ bắt đầu ăn đây. Nhìn này các bạn ơi. Đây. Wow. Ở trong có lớp bánh bông lan nữa. Đúng rồi, bạn thử giúp của bạn xem là lớp bánh có giống nhau không. Ok, đây, đèn đây bên. Đâu. Wow. Cũng có luôn các bạn ơi. Mời okay. Các bạn nha, mời bạn Tuyết. Yeah. Ngon. Nè, tặng tất cả các bạn nè. Của tớ đây này, tớ không có hình ngôi sao nhưng mà tớ thì có hai cái bong bóng ở đây. Các bạn ơi, cái bóng này là không ăn được đâu các bạn nha. Đây, chúng ta cần phải rút cái này ra. Cái này để trong tí thôi. Ui, đúng rồi. Bạn Tuyết cũng có hình trái tim, của tớ cũng có hình trái tim này. Ngon nhở, mới ăn thì thấy ngon mà. Mới đầu ăn thì thấy rất là ngon luôn. Có bạn nào thích ăn bánh kem giống tớ không? Tôi chắc chắn rằng hầu như là bạn nào cũng thích ăn luôn á. Tại vì là thường là sinh nhật mới được ăn mà đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà bạn Tết đó các bạn ơi, một năm sinh nhật mấy lần luôn. Các bạn ơi, tớ thấy là sự lựa chọn của tớ là đúng đắn lắm đây này. Của tớ là có siro màu xanh này, hình như là kiwi này, xoài này. Rồi là ở trên này có cả sô-cô-la các bạn. Ăn cũng rất là ngon luôn. Bây giờ tớ sẽ ăn cái hình trái tim bị tan vỡ này nha. Cái này thì ngọt hơn các bạn ạ. Hình như là sô-cô-la đỏ hay sao á. Các bạn ơi, nhìn cái bánh của tớ này. Của tớ có hai lớp bánh bông lan đó. Mà ở giữa là có một lớp kem nữa. Béo ơi là béo luôn. Đây. Ngoài ra tớ còn có cả hai cái hình trái tim ở trên này nữa này. Ở cái lớp bột này là lớp dâu đó các bạn ơi. Ngon cực kỳ luôn. Mình phải tranh thủ ăn nhanh. Không bạn Tuyết á, bánh của bạn Tuyết nhỏ hơn thì bạn Tuyết ăn được trước đây. Tớ sẽ xúc miếng thật là to các bạn ơi. Miếng to thì nó mới hết nhanh được. Các bạn ơi, mình cứ ăn từ từ mà. Chắc gì bạn Tuyết ăn nhanh nhưng mà ăn được lâu hơn. Này nha, tớ ăn hơi bị nhiều đấy. Bình thường đi ăn sinh nhật tớ cũng ăn được mấy miếng bánh kem đó. Thế cơ á? Bình thường đi ăn sinh nhật tớ chỉ ăn được một miếng thôi. Thế là nhận thua đi nha. Còn lâu. Cái bánh của bạn ngon không? Khó bán ăn thử không? Này ăn thử của tớ đi. Không, tớ mà ăn cho bạn thẳng là bạn ấy bớt đi rồi. Ăn của tớ thử đi. Này ăn của tớ đi. Không. Của tớ ngon lắm, có cả siro, bạn làm gì có. Thật ra cái bánh kem này rất là ngọt đúng không Tuyết? Đúng rồi. Ai mà đạo ngọt á, chắc là rất là thích luôn á. Nhưng mà có cái kem này nó cũng bùi bùi ngậy ngậy mà đúng không các bạn? Này, biết thế là mình mua cái loại mà có thật là nhiều siro, cái vị gì nó chua như chanh leo á thì nó sẽ dễ đỡ ngán hơn. Nhưng mà ở chỗ quán tớ mua không có cái nào hết. Chứ lại nhưng mà kiểu gì tớ cũng sẽ thắng thôi các bạn ơi. Cái này mà kiểu chưa ăn gì đang đói thì chắc là ăn một lèo hết đúng được luôn đấy. Ăn được nhiều á. Hình như của tớ được nửa cái rồi đấy nè. Ê ơi, đây gì của tớ đây này, một nửa cái này. Còn biết ăn nhanh đấy. Này, hết tổ chức của tớ các bạn nhá. Không. Hình như của bạn Tuyết đạo ngọt hay sao ấy. Phải không? Có, tớ thích ăn ngọt mà nhưng mà mình ăn nhanh mình nuốt mấy cái này khô quá Hằng ơi. Cái này mà có nước uống thì tuyệt vời luôn nhỉ. Có nước gì không? Thử hết người cuối cùng ngừng ăn thì làm gì được ăn uống nước nào. Có ăn cái này nhiều quá nuốt nó bị khô đấy là dài cả cổ luôn á. À, nếu mà bạn muốn uống nước thì
là tùy thuộc vào sự may mắn của bạn thôi. Wow, ok, chơi luôn. Ok, đây, tớ đã chuẩn bị hai cái phiếu bốc thăm rồi. Một là có nước, hai không có nước. Có nghĩa là ở trong hai tờ phiếu chỉ có một cái có nước rồi các bạn ơi. Nào, đúng rồi, để xem ai may mắn, người may mắn thì sẽ được uống nước, còn người còn lại sẽ phải là chịu hình phạt. Tớ lo lắng quá. Ok, bây giờ ở đây có hai phiếu rồi nhá. Chúng ta sẽ oản từ tì để xem là ai là người bốc trước. Ai là người bốc trước. Ok, nào. Oản từ tì ra cái gì, ra cái này. Yeah. Rồi, đầu tiên tớ cũng may mắn rồi, bây giờ tớ bốc này. Ok, bây giờ bạn tết bốc, nhưng mà chắc gì bạn tết bốc được phiếu quấn nước đúng không? Các bạn ơi, tớ lo lắng qua một trong hai. Tớ cho cái này đi. Không biết là gì đấy. Nào, cho bạn tết một. Tớ hy vọng là không phải hình phạt. Yeah. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Các bạn ơi, tớ buồn quá. Các bạn ơi, bạn tết mà ăn bánh kem cùng với tương cà thì thế nào? Tớ đã rất là khát rồi. Và của tớ là nước nè. Yeah. Tớ rất là buồn luôn các bạn ạ. À, tại vì là tớ đã ăn tù tì được chọn trước rồi. Nhưng mà may mắn vẫn không mỉm cười với tớ. Các bạn ơi, không phải ai ăn tù tì thắng là người đấy cũng sẽ giành được may mắn đâu nha. Tớ ước gì giá như là chúng ta được ăn tù tì lại, sau tớ sẽ nhận thua đi. Nước của tớ đi. Wow. Đây, còn bây giờ thì tớ sẽ chuẩn bị tương cà cho bạn Tết nha. Trời ơi các bạn ơi, biết thế thôi thả ăn như này không có nước còn hơn á. Chán ghê luôn, quá đáng. Đây, tèn tèn tèn, bây giờ tớ sẽ cho bạn Tết thêm một tí siro nữa nè. Các bạn ơi, đây là một loại siro đặc biệt. Wow, nó cũng đẹp đó. Ok. Nhìn rất là đẹp luôn, tớ nghĩ là bạn cũng nên trang trí lên cái bánh kem của bạn đó. Không, của tớ màu đỏ rồi nên là tớ không trang trí nữa đâu. Đây thật sự là lần đầu tiên mà tớ được ăn một chiếc bánh kem đặc biệt, mà đặc biệt đến mức muốn khóc luôn đó các bạn. Các bạn ơi, biết thế mình ghi vào đấy là mắm tôm đi. Vừa ăn bánh kem xong rồi chấm thêm mắm tôm nữa. Thôi để tớ ăn thử xem nha. Đây, okay. Tớ sẽ ăn thử bánh kem với cả tương cà nha các bạn đây nha. Đây các bạn ơi, các bạn đừng học theo bọn Tuyết nha, không biết là mùi vị thế nào. Nước đi, nước đi. Trời ơi các bạn ơi, đúng là ác mộng của tớ, làm sao mà ăn bánh kem với tương cà được chứ. Lại còn trang trí lên đây cho tớ rồi. Thôi, mình thua thì mình phải chịu hình phạt đi chứ. Nhưng mà nhìn nè. Wow. Nước nó. Trời ơi, thôi là không thể công bằng một tí nào luôn á. Thớ thì phải ăn bánh kem với cả tương cà, còn Hằng thì được uống nước. Trời ơi các bạn ơi, đây là chúng ta ai may mắn mà, chứ có phải là tớ chơi ăn gian hay gì đâu. Mà rõ ràng là bạn Tuyết bốc trước nhá, không phải là tớ bốc trước đâu nha. Nhưng mà rồi làm sao mà tớ ăn được hết bánh kem đây. Thôi thì bây giờ tớ sẽ để cái phần mặt trên này lại, tớ sẽ ăn cái phần dưới thôi các bạn ơi. Ok, nếu mà bạn muốn chiến thắng thì tí nữa quay trở lại bạn vẫn phải ăn hết cái này thì tớ mới sẽ được chiến thắng. Tớ sẽ để lại sau. Ok, giờ tớ sẽ ăn cái phần dưới này này. Các bạn ơi may quá, mình vừa được ăn bánh kem này. Xong rồi ngán quá không nuốt được thì mình sẽ uống nước. Này, thế chỉ có một sự may mắn đấy thôi hả? Ờ, gì đấy thôi, độc nhất rồi. Thế là tớ sẽ phải ăn từ đầu đến cuối chỉ ăn bánh kem không thôi các bạn ơi. Làm gì được nước nữa đâu. Chán thật sự luôn. Ai mà cũng ăn bánh kem xong rồi có chai nước bên cạnh á thì cũng mà ai người ta cũng ăn được bánh kem mãi rồi. Ừ, tớ mà được một con với bạn tớ ăn hết cái này rồi đó. À. Này, hết để tớ xúc cho bạn cho. Thôi, để tớ xúc cho. Đấy các bạn ơi, gì của tớ đây này. Ta đã tớ gần hết rồi nha. À. Tại sao mà bạn Tết không có nước mà lại ăn được nhanh như thế cơ chứ? Đó là sự cố gắng. Ngày hết bạn được uống nước đó sao bạn ăn được nhanh. Không, đây tớ ăn miếng to như thế này. Trời ơi, tớ ăn miếng to thì xem nào. Nhưng mà các bạn ơi, bạn Tết vẫn còn cái đoạn bánh có tương cà cái kìa. Tương cà rất là khó ăn nên là tớ sẽ để sau các bạn ạ. Ai như thế đâu. Tối rồi, có một miếng thôi nha. Trời ơi, ăn hết một cái rồi. Được, nhưng mà để xem mà bạn Tuyết bây giờ ăn cái nào nữa nào. Các bạn ơi, cái này tớ sẽ để ăn sau. Và bây giờ sự lựa chọn của tớ là hẳn hai cái bánh này. Đây, cái này đâu, bạn muốn ăn cái nào nào. Hai cái này thì kích thước bằng nhau. Tớ mà ăn cái bánh có chút tiền này thì chắc là tớ sẽ giàu nhanh. Còn sô-cô-la này thì tớ cũng sẽ ngán nhanh. Rồi ơi, các bạn ơi, tớ ăn cái nào đây. Ăn cái nào đây, nhanh lên. 1, 2, 3, 4, 5. Ăn cái này. Ok này, nếu mà bạn không ăn được nữa thì bạn bảo là tớ không ăn nữa đi.
Không bao giờ, tớ đã rất là cố gắng để được ăn hết một cái rồi. Còn bạn á, còn hẳn một nửa của một cái kìa. Thế là tớ sẽ phải cố gắng đến phút giây cuối cùng. Và một cái bánh đang chờ đợi bạn. Các bạn ơi, bạn Tuyết thì ăn được ngọt, còn tớ không ăn được này. Tớ cái sô-cô-la và trái tim của tớ vẫn còn y nguyên ở đây. Cố gắng lên. Đây các bạn ơi, tớ sẽ rút cái này ra nha. Cái này thì cũng không ăn được nè. Đó. Ý, cái này chắc là ăn được đúng không? Đúng rồi, cái này ăn được. Đây, cái bánh thứ hai của tớ. Để xem nó có giống cái bánh lúc nãy không nào. Wow, ở trong nó cũng thấy các bạn ạ, có lớp kem, lớp phô mai, lớp bánh bông lan nè. Wow. Nhưng mà cái này á, không có siro thì tôi nghĩ rằng nó sẽ bị ngán hơn. Ngon không? Vị đấy ngon không? Các bạn biết gì không? Tôi ăn xong cái bánh này tôi nghĩ tôi sẽ tăng cân. Sao? Cái phần trắng trắng này là sữa các bạn ạ. Sữa ông thọ hả? Đúng rồi, nó là sữa ông thọ được rắc lên trên này nên nó cực kỳ ngọt luôn. Đấy, bên này thì là sữa ông thọ và bên này sô-cô-la, nhưng mà sô-cô-la cũng ngọt ý. Đúng rồi, ngọt lắm các bạn ơi, tôi không biết bao giờ tôi mới ăn được hết. Ôi trời ơi, bình thường mình chỉ ăn một miếng thôi, bây giờ hôm nay ăn được gần một cái rồi. Tôi ăn hết bánh kem ngày hôm nay thì tôi sẽ nghỉ ăn bánh kem một tháng. Một tháng, tưởng là một năm. Ôi, tại vì ngán lắm. Đây, tớ sẽ ăn hết cái phần bánh bông lan cho nó hết trước. Thế là bỏ lại cái lớp kia thì nó vẫn phải ăn đó. Thì ăn sau mà. Các bạn ơi, cố gắng mãi mà một cái của tớ vẫn chưa hết. Biết thế, lúc nãy chọn cái bánh bé bé đâu rồi. Ai bảo tham lắm. Lấy một miếng thật to. À, các bạn ơi, tớ gần hết cái bánh thứ hai rồi. Ngọt quá. Các bạn ơi, tớ mãi không hết được cái bánh này. Trời ơi. Thế bạn của tớ nhận thua cuộc à? Không, tớ không muốn thua đâu. Lần nào ăn tớ cũng thua hết rồi đấy các bạn ơi. Này nhá, ăn như thế này á, tớ xong cái bánh này rồi, bạn vẫn chưa đụng được cái bánh này đâu đó. Phải ăn như tớ này này, ăn miếng to lên. Trời ơi các bạn ơi, trong khi đó tớ đã còn nước rồi đấy. Bạn Tuyết không còn nước mà ăn giỏi thật đó. Phải cố gắng chứ đúng không các bạn? Hay này, bạn ăn nốt cái này thôi, sau cái này để tớ ăn cho nhá. Ăn được. Công nhận, nhưng mà còn cái kia đang đợi bạn kia kìa. Thôi, tương cả tớ sợ lắm các bạn ơi. Các bạn được bao giờ giống như tớ là ăn bánh kem thêm với cả tương cà, tương ớt nha các bạn. Khó ăn cực kỳ luôn. Đúng rồi đấy các bạn ơi, ăn bánh kem thì chỉ ăn độc bánh kem không thôi. Chứ đừng có cho thêm bất kỳ gia vị nào nữa. Đúng rồi đấy. Sinh nhật năm nay chắc tớ không đặt bánh kem nữa đâu các bạn ơi. Thôi đi, nếu mà không có bánh kem lại bảo buồn quá. Mà sắp đến sinh nhật của tớ với bạn rồi đấy. Đúng rồi đó các bạn ơi, tớ với bạn Tết là chỉ cách nhau tầm một tuần thôi. Đúng rồi, các bạn thấy có sự trùng hợp ghê chưa? Chúng tớ cùng một tháng luôn nha. Các bạn ơi, các bạn đoán được xem là chúng tớ sinh nhật tháng mấy nha. Đúng rồi, nhớ để lại bình luận nha các bạn. Này, sinh nhật năm nay bạn có mời tất cả các bạn đến tham dự không đó? Có chứ, tớ sẽ mời online tất cả các bạn luôn. Mời online thì làm sao được các bạn nhờ. Bây giờ chị Tuyết tổ chức offline một buổi mời các bạn đến dự sinh nhật đi. Chị cũng muốn tổ chức lắm nhưng mà sợ rằng các bạn sẽ không đến thôi. Lúc đấy thì sẽ bị ế bánh kem. Các bạn ơi, các bạn ai mà đến được nhớ comment ở bên dưới nha. Để chị Tuyết còn sắp xếp. Đúng rồi đó. Wow, các bạn ơi, nhìn này, tớ ăn xong cái bánh đầu tiên của tớ rồi. Tớ đã ăn xong hai cái bánh rồi. Trời ơi, bạn Tuyết ăn nhanh thế. Bạn bây giờ mà cái thứ hai á. Trời ơi, tớ nhìn ra hành trình của bạn hàng gian nan lắm các bạn ơi. Các bạn ơi. Này, hay là bạn há miệng thật là to sau ăn một mạch hết luôn cái bánh này. Chắc là tớ cũng phải như thế mới thắng được bạn Tuyết đâu các bạn không ơi. Không thì chia bốn ra sau mỗi lần ăn một miếng. Đây, tớ thử một miếng xem cái này thế nào. Đầu wow. À, như thế à? Cái này chỉ khác mỗi là bên trên có lớp sô-cô-la thôi các bạn ơi. Sao? Ngon à? Sô-cô-la hơi bị ngọt luôn các bạn ơi. Thế đó. Wow, ngọt quá. Ôi trời ơi, làm sao mà tớ thắng được bạn Tuyết này. Rồi á, tớ chỉ ăn nhỏ nhẹ thôi cũng thắng bạn Hằng rồi. Ê. Sô-cô-la này kiểu người ta nôn chảy lên là đắng hơi à? Bị đắng đắng á. Ê ơi. Biết thế, tớ chọn trước tớ ăn cái ngọt còn hơn cái đắng này. Nhưng mà bạn á, lúc nãy bạn sau tớ mà. Thế bây giờ bạn Hằng có ăn được không hay là nhận thua cuộc đi? Biết thế. Các bạn ơi, tớ không muốn thua đâu. Lần nào các bạn Tuyết cũng thắng tớ rồi. Bạn nhìn đi, với cái tình hình hiện tại các bạn ơi, đúng không? Tớ đã ăn gần hết hai cái rồi. Bạn bây giờ mới bắt đầu cái thứ hai thì chắc chắn là thua rồi. Nhưng mà chắc gì á, bạn đã ăn được hết cái này đâu.
Thì tớ đang ăn đây, một xíu nữa là tớ hết rồi. Nhưng mà nhìn bạn Tuyết thì chắc là ăn được hết đấy các bạn ơi. Thế thôi, cho dù tớ có cố gắng như thế nào đi nữa thì cũng thua bạn Tuyết thôi các bạn ơi. Bạn bảo là thôi đúng không? Bạn thấy bạn nói là bạn nhận thua đi. Các bạn ơi, làm chứng cho tớ nha. Thử thách là ăn bánh kem này, bạn hàng đã. Thua nha. Các bạn ơi, bạn hàng đã được uống nước này, ăn bánh kem. Nhưng mà vẫn thua tớ là ăn bánh kem với tương cá. Các bạn ơi, rõ ràng là có sự trợ giúp với nước rồi nhưng mà vẫn không thể nào mà thắng bạn Tuyết được. Bạn Tuyết ăn này hết gần hết hai cái rồi, còn tớ mới hết một cái thôi mà chưa bao giờ tớ ăn hết bánh kem nhiều như thế này á. Các bạn ơi, thực ra thì tớ cũng rất là no và ngán luôn á, nhưng mà ở thử thách thì tớ cố gắng thôi. Riêng ngày hôm nay tớ sẽ không ăn cái đồ gì ngọt nữa. Ngày hôm nay quá đủ rồi đúng không các bạn ơi? Các bạn ơi, nếu mà các bạn thấy thích video này thì nhớ cho chúng mình một like và một share nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Nếu các bạn muốn chúng mình làm thử thách gì nữa thì nhớ comment ở bên dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.